Chào mừng anh em đến với bản thử nghiệm của CW Project, con game tiềm năng và tham vọng của Wargaming nhằm đưa những chiếc xe tăng hiện đại vào trong game. Đây không phải lần đầu World Console chế độ Cool War đã làm được điều đấy rồi, nhưng có thể là tệp người chơi không nhiều nên họ quyết định tạo ra một con game riêng biệt luôn. Welcome to Project CW Playtest, đây là màn hình chào đón anh em. Họ cũng cảm ơn. Ok, remember cái gì đây, tôi không biết đâu nhá. Let's play. To Control. Chúng ta sẽ có hai lựa chọn về bàn phím. Một là Shooter, hai Legacy. Shooter thích hợp cho những anh em hay bắn những con game FPS, ví dụ như CSGO, Valorant, PUBG, Fortnite. Còn Legacy chính là mặc định của game World. Ngồi mình tinh tế phết nhá. Đây là đoạn intro đầu tiên. Đang ở trên máy bay, một người lính, một người tướng chăng? Kíp lái đang nạp đạn vào trong xe tăng. Từ từ nha, đừng nói là thả xe tăng từ trên máy bay xuống nhá. À, kẻ địch đang chiếm một cái vùng đất nào đó và chúng ta cần phải đuổi họ đi. Thả rồi. Con gì đây? M48 Bastion à? Hay là M60 gì đó? US Army. Ái chà, quả thả hàng chất lượng đấy nhờ. Và đây là khởi động game, tutorial, hoặc là hướng dẫn ấy mà, tùy vào cách anh em nghĩ. Tiếng Anh của mình không giỏi mấy. Đây là chiếc Titan của chúng ta, 3250 máu, có một cái thanh 100 điểm, chính là năng lượng. Mình sẽ lướt qua cái phần setting cho anh em. Thực ra bản thử nghiệm không có gì nhiều đâu, nó tối giản ấy mà. Thiết lập về cái điều khiển sẽ có hai kiểu tâm ngắm nhá. Một là Dynamic, hai là Static. Cái Static này thì cái vòng tròn phân tán của khẩu pháo nó sẽ đi cùng với Arcade. Anh em cứ lựa chọn giống như game quốc thôi. Bắt đầu di chuyển. Máy bay rơi à? Chiếm lại cái máy bay rơi à? Incoming bogey. Let's give him a taste of democracy. Bản đồ của chúng ta sẽ là một cái radar. Anh em đã nhìn thấy cái gì chưa? Cờ Việt Nam, tượng Việt Nam. Đây chính là bản đồ Việt Nam ạ. Cái gì kia? Live opera. Hát bội, biểu diễn trực tiếp. Quá tự hào đi. Có kẻ địch ở phía trước. Đúng rồi, 259 sát thương. Screen. Thế phát nữa, tiêu diệt luôn. Đúng vị trí mô đun quan trọng, động cơ. Agent, fight your way to base A. Chạy đâu đây? Block á? Bắn chúng tác pháo à? Không gây sát thương kìa. Kẻ địch đang chạy thoát, họ vừa thả khói. Chúng động cơ, gần 500 sát thương. Cơ chế sát thương của game này, bắn càng xa thì sát thương càng giảm. Và khi anh em bắn trúng các mô đun trọng yếu thì sát thương sẽ rất lớn, có thể nửa cây hoặc bay màu luôn kẻ địch. Ví dụ như thùng đạn, thùng nhiên liệu, bla bla. Mấy cái chùa này quen thuộc nhở? Kiến trúc của Việt Nam đấy. Cờ Việt Nam trên nóc kìa. Chiếm lại căn cứ. Nói chung thì game giả tưởng thôi ấy mà, không biết lấy địa danh ở đâu. Vậy thì càng tốt, đỡ bị tranh cãi. Chỉ cần những cái thiết kế, những cái kiến trúc nó giống Việt Nam là được rồi, chứ đừng lấy ở đâu cả, đừng lấy hàng xóm của chúng tôi nhá. Kỹ năng B52, ném bom xuống, đã được kích hoạt. Lựa chọn vùng nhiều kẻ địch nhất. Có 4 kẻ địch đang đứng cùng nhau. Boom. 4 con hostile đã bay màu. Và bây giờ mình sẽ chiếm lại căn cứ. Đó, anh em thấy chưa? Mình vừa bắn vào mô đun trọng yếu cái 500 máu luôn. Còn nếu bắn không xuyên hoặc là xuyên rồi nhưng không trúng cái mô đun nào cả thì chỉ gây ra khoảng 200 đến 300 sát thương thôi. Bắn trúng xích kìa, thế mà không đứt. 4 kẻ địch ở phía trước. Tiêu diệt kẻ địch tiếp theo. Đi đâu đây các bạn bot? Làm quen game một tí thôi ấy mà. Ái chà chà, có người bắn tan xương mình. Vừa rồi, mình đã sử dụng vật phẩm hồi máu. Nhưng trong lúc hồi máu, kẻ địch bắn hoặc hút anh em gây sát thương ngoài ấy, thì cái vật phẩm hồi máu đấy sẽ kết thúc.
chúng ta không thể tiếp tục sửa được. Kết thúc phần mở màn, làm quen với gameplay cũng như một vài cái kiểu sát thương, kỹ năng, rồi thì chiếm căn cứ các kiểu ấy mà. Đây là giao diện gara chính của chúng ta. Xe tăng ở giữa, bên phải là một nhân vật đang đứng, được gọi là agent, đặc vụ hay là tướng, tùy vào cách anh em nghĩ. Bởi trong cái game này, mình không tìm thấy tổ kíp lái đâu cả, chỉ có một người lái xe thôi hay sao ấy. Bây giờ thì mình sẽ đi lần lượt từ trên xuống cái giao diện gara này cho anh em nhé. Play chính là giao diện chính. Season có thể coi là Battle Pass. Trophy Road, nhiệm vụ cá nhân của mỗi người, hoàn thành sẽ nhận được thưởng. Watch chắc là cái video hướng dẫn này, trailer hay là thông tin gì đó liên quan đến game hiện tại đang bị đen. Store, cái này thì chắc chắn bỏ tiền ra để mua xe tăng ngon hơn, đẹp hơn, chất chơi hơn, một vài cái trang trí chẳng hạn. Leaderboard, cái này là bảng xếp hạng của những người đang thử nghiệm. Mình đứng vị trí 398. Góc bên phải chúng ta sẽ có hai ô trống dấu cộng, chính là 10 người chơi khác vào trong trụ đội, tối đa là 3 người. Chỉ vào cái phần bên phải này chính là thông tin tài khoản. Tiếp đến là cái phần tài nguyên của game đi. Division Reputation thì hiện tại mình chưa biết dùng để làm gì cả. Có đọc qua rồi, nó sẽ mở cái agent, nghĩa là đặc vụ ấy, hoặc là những thứ liên quan. Nhưng mình không thấy mở được cái gì cả, chắc là do đang thử nghiệm. Tiếp đến, tiền tệ chính của cái game này, gọi là trái phiếu đi nhờ. Anh em sẽ kiếm qua các trận đấu, nhận thưởng hay là làm nhiệm vụ cá nhân. Dùng cái tiền tệ này để mở khóa các xe tăng khác hay là agent khác, nâng cấp các thiết bị, vật phẩm và các kỹ năng. Tiếp đến là tiền tệ đắt đỏ nhất, vàng. Cái này anh em quá quen thuộc rồi, ở bên World cũng có vàng. Thường sẽ phải nạp vào để có, hoặc là tham gia các sự kiện đặc biệt, chiến dịch Clan War, bla bla. Quay trở lại gara thì chúng ta có phần bên trái, chính là nhiệm vụ hàng ngày. Phần thưởng thì cũng được ấy chứ, 500. Không biết sau này có nhiều hơn không, chứ tiền mua xe rất là đắt. Ở góc bên dưới, chắc là cái phần thưởng liên quan đến việc mà chúng ta hoàn tất một cái dấu mốc nào đó. Anh em có thể thấy là cái phần thưởng cứ như là trang trí xe tăng ấy. Quan trọng nhất của gara chính là phần liên quan đến xe tăng. Thứ nhất là tên của xe. Chiếc xe anh em đang nhìn phía trước có tên là Titan, và mình lên được cái số 6 này chính là cấp độ của xe tăng. Mình sẽ phải đi qua cái agent đặc vụ trước. Ở giao diện chính chúng ta sẽ có 3 vai trò khác nhau. Thứ nhất, attacker, chắc là tấn công, thiên về sát thương hay là nhanh nhạy gì đó. Defender, thiên về phòng thủ hoặc là đẩy đường cùng đồng đội, nghĩa là số máu nhiều này, giáp dày này. Và thứ ba cũng là cuối cùng, fire support, bắn yểm trợ, thường sẽ là bắn tỉa này, hoặc là cắn trộm các thứ, một vài cái kỹ năng yểm trợ đồng đội từ xa chẳng hạn. Hiện tại thì trong bản thử nghiệm sẽ cho chúng ta 3 chiếc mặc định. Attacker là chiếc Raketa. Nhiều anh em nói rằng đây là T6A, chắc là vậy đấy. Mình thì thấy cảm giác giống Object 40, nhưng mà thôi T6A đi, cái đầu nòng này cũng giống mà. Một vài cái đặc vụ bị khóa chúng ta phải dùng tiền tệ mới có thể mở được, ví dụ như Ken, chẳng biết xe này có thật ngoài đời không. Tiếp theo là chiếc M48 Button rồi, cũng có chế thêm cho nó đẹp ấy mà. Wargaming đã kết hợp giữa xe ngoài đời và xe chế, một cái truyền thống của họ. Cũng đúng thôi, khi mà game không đi theo cái hướng là thực tế hay là lịch sử gì đó, chỉ dựa trên đấy thôi và làm ra cái game này. Chúng ta có Akira, giống con Leo 2 nhỉ. Tiếp theo là Valkyrie. Uầy, con gì đây? T72 à? Có ký hiệu của Đông Đức này, thú vị đấy. Hay là T62 phiên bản? À không, mình nghĩ là không phải đâu, chắc là T72. Cuối cùng của Attacker chính là một chiếc xe tăng bánh lốp. Anh em nhìn cái bánh lốp này, chết đấy chứ. Cái khẩu pháo này cứ như là phòng không ấy nhở, không biết rỉa được nhiều máu không. Chuyển sang Defender, chúng ta có chiếc Titan, anh em đã xem ở ngay đầu video. Tiếp theo là chiếc Punk. Dựa trên xe gì vậy? Challenger. Và Chopper, anh em nhìn quen không? Dựa trên chiếc M1 Abrams. Con gì đây? T62 được trang bị các mảnh giáp hai tháp pháo à? Khẩu pháo nòng trơn 115mm này, chắc là thế đấy. Ái chà, Challenger đúng không nhở? Đây là Challenger mấy? Hay là M1 Abrams ta? Nhưng mà nhìn hầm hố phết nhở. Nhìn cái máy ủi, máy xúc này. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta chưa xem được thông số của chiếc xe này, đang là bí mật. Atom Object 279E được độ lại. Khẩu pháo rất là chất chơi. Tân xe được trang bị thêm một vài cái mảnh giáp, 4 hàng xích quen thuộc. Trên tháp pháo cũng được trang bị một vài cái thiết bị khác. Số máu cũng nhiều, sát thương cũng lớn. T62
tên gọi là Atom không biết có bắn ra đạn nguyên tử không ta? Nghe mà hấp dẫn phết đấy chứ. Tiếp theo chúng ta sẽ sang Fire Support, hỏa lực yểm trợ. Nhiều anh em nói chiếc Jaeger này là Leo Bat 1, chắc là vậy đấy, hoặc là phiên bản prototype gì đó, đời đầu gì thôi. Còn đây là chiếc Leo Bat 1 chính thức, chỉ là trang bị thêm một vài cái dây dợ xung quanh xe và cái bộ radar ở trên tháp pháo. Ray, mình chẳng biết là cái con này dựa trên pháo tự hành nào nữa. Quen không anh em? ARAV chính là chiếc Sheridan, không hề trang bị một cái gì luôn. Đây chính là cái mô hình ngoài đời chay luôn. Nhưng mà hiện tại đang là Classify, nghĩa là bí mật, không biết có trang bị hoặc cải thiện gì không. Chúng ta có chiếc A-Plus. Ái chà chà, nhìn hầm hố phết nhở. Nhưng mà giống xe chế hoặc là một cái pháo tự hành nào đó ngoài đời thực chăng? Anh em nào tìm được hình ảnh hoặc tên gọi thì hãy bình luận phía dưới cho mình biết nhé. HSTVL, mình nhìn con này quen quen, cái khẩu pháo khá là giống một vài cái xe thiết giáp ấy. Phantom, con này không biết là có thật ngoài đời không, nhưng nhìn la lá con Leo 2 nhở, hay là một cái chiếc xe nào đó của Anh Quốc à. Nói chung thì cái bọn Fire Support này nó thiên về tốc độ cũng như hỏa lực bắn nhanh hơn. Tiếp đến là phần liên quan đến chính chiếc xe tăng mà chúng ta đang nhìn, Edit Loadout. Ở bên trên sẽ có một cái dòng, nó chính là cấp độ của xe tăng. Và mỗi lần chúng ta lên cấp sẽ mở một cái ô gọi là upgrade hay là nâng cấp. Thì những cái ô này anh em có thể bỏ tiền ra để trang bị một vài cái liên quan đến hỏa lực này, máu này, sống sót lâu này. Ví dụ như cái Tumokos gì đó liên quan đến phần giáp cộng thêm máu và giảm cái sát thương của đạn bắn vào đây chẳng hạn. Hoặc là cả xe, mình cũng không thể biết, chắc là bắn vào đây thôi. Cũng có một cái giáp khác, nó cộng thêm máu nhưng mà sẽ giảm cái sát thương của đạn hit và HE. Tiếp theo là cái lõi đạn à, cộng 25 sát thương, ai chặt chà, cộng thêm 10% crit tồn. Anh em biết đấy, cái cơ chế của game này là bắn vào những cái module trọng yếu thì sát thương sẽ rất lớn, cộng cả vận tốc đạn nữa. Một vài cái ô khác liên quan đến độ cơ động linh hoạt của xe, hay là một vài cái bộ giáp ở xung quanh nâng thêm đạn. Có một vài cái nâng cấp khác liên quan đến ổn định nòng pháo. Tiếp theo là vật phẩm consumable. Chúng ta sẽ có một vài cái vật phẩm phải kích hoạt bằng tay hoặc nó sẽ tự động. Ví dụ như cái repair kit này thì khi chúng ta bị đứt xích hay là hỏng hóc cái gì đó thì nó sẽ tự động sửa thôi. Đồng thời sẽ hồi một số máu nhất định tùy theo loại xe. Ví dụ như chiếc Titan này, bộ sửa chữa của mình sẽ hồi khoảng 750 máu trong khoảng 10 giây và 75 máu trong mỗi giây, và thời gian hồi sẽ là 75 giây. Tiếp theo là cái Energy Booster. Anh em cũng xem cái đoạn đầu video rồi, muốn sử dụng các kỹ năng sẽ phải có thanh năng lượng. Tiếp đến là cái bình chữa cháy, sẽ chỉ cháy khoảng 1 giây thôi và ngay lập tức dập ngay. Tiếp đến là bộ Medkit, anh em có thể dùng để cứu kíp lái khi bị thương. Và lúc nãy mình nói rồi, trong cái game này thì không có tổ kíp lái, nhưng kíp lái sẽ ảnh hưởng đến lúc mà chúng ta dùng các vật phẩm này, dùng các kỹ năng này sẽ không thể nào kích hoạt được, hoặc là thông số của xe tăng sẽ bị giảm. Và cuối cùng là Steam Bag, nó giống như là vodka ấy mà, anh em mà nốc vào cái thì tha hồ nạp đạn nhanh hơn, quẩy kinh khủng hơn, kiểu như thế ấy. Tiếp theo là phần trang trí xe tăng. Chúng ta sẽ có mục 3D Charm là cái gì? À, cái đồ treo. Tiếp theo là 2D Camo và sơn xe. Cũng có một cái mục nữa là Camo 3D. Có cái góc bên phải này sẽ hiển thị kỹ năng cũng như một vài thông số cơ bản của xe. Anh em muốn xem toàn bộ thông số của xe hay là giáp thì chúng ta sẽ phải ấn vào đây. Một là sử dụng nút tab, hai là ấn vào cái ô đấy. Thì ở đây sẽ có chi tiết các thông số của xe tăng luôn, bao gồm cả những cái nâng cấp của chúng ta ở đây. Tiếp đến đó chính là armor. Khi vào cái mục này, chúng ta có thể chỉ giáp của xe tăng ngay trong gara. Đó, anh em thấy chưa? Cái vị trí mà xanh xanh ấy thì dễ xuyên, còn một vài vị trí mà nó da cam và đỏ thì cái chỗ này sẽ dày, hiệu quả và khó có thể bắn xuyên hay là gây sát thương. Cũng giống như game World of Tanks thôi, chúng ta sẽ có những cái pha đạn là xuyên giáp kẻ địch này, hoặc là sát thương nghiêm trọng này, không trúng giáp này, rồi thì có cả giáp rỗng đã không bị xuyên hay sao ấy. Ừ, mình nhớ là có đấy. Anh em có thể điều chỉnh cái độ xuyên ở ngay đây, cái thanh này này. Vậy là mình đã đi qua hết một lượt những gì có ở trong gara rồi. Còn thiếu gì nữa thì sẽ lên livestream để bàn luận với anh em sau. Còn bây giờ thì mình sẽ chơi thử một vài trận trên con game này nhé. Ba con hàng mặc định của mỗi cái vai trò ấy thì mình cũng đã chơi hết rồi. Nhưng không chơi ở cái video này đâu, mà mình sẽ chơi chiếc xe đã cày cuốc gần 2-3 tiếng đồng hồ để mua được về. Chính là chiếc Chopper hay là M1 Abrams gì đó. Còn ba con kia thì mình sẽ để trên livestream nếu anh em có yêu cầu mình bắn nhé.
Quên không nói với anh em về các chế độ. Thứ nhất là chúng ta sẽ có Quick Match, có nghĩa là trận đánh ngẫu nhiên. Tiếp theo là Rank, Custom Game và Fighting Game, chắc là phòng tập bắn thôi. Hiện tại thì mình nhớ là sẽ có 3 chế độ. 1. 5 căn cứ khác nhau. 2. Là kiểu một căn cứ giống như đôi công. 3. Chính là chế độ đặt bom mà ở một vài game bắn súng FPS khác có, ví dụ như CSGO. Đây rồi, mình đã tìm được trận đấu. Loading map, chờ vào trận thôi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên. 10 đấu 10, 5 điểm chiếm căn cứ, 2.000 điểm để win. Và đây là bản đồ Việt Nam. Yes, quá tự hào. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy một cái bản đồ Việt Nam trên một con game tăng chiến. World Thunder cũng có, World Console cũng có, và bây giờ là World 2.0 Project CW. Cảm ơn Wargaming đã lấy địa danh nào đó ở Việt Nam tôi không biết, nhưng mà thôi, cứ chơi đi. Anh em nhìn thấy chùa chiền này cũng giống cái kiến trúc ở Việt Nam ấy chứ. Chắc chắn là họ cũng sang để tìm hiểu rồi, hoặc là xem các tư liệu lịch sử trên mạng. Chữ tiếng Việt anh em ơi. Cái gì đây? Cái gì Thuận đây? Long Huỳnh à? Ai chả Long Huỳnh. Có anh em nào tên Long, có anh em nào tên Huỳnh không? Coca-Cola thì ở đây ghi là Foda Doda. Tên hay nhỉ? Ok, xem bản đồ Việt Nam có gì thú vị nào. Diêm Thuận. À, Diêm Thuận. Bán diêm. Ok, ở đây là khu bán diêm. Hy vọng là không cháy nổ gì đâu nhá. Time for a lesson in freedom. Knock knock, có ai không? Có kẻ địch đã bay màu ngay lập tức. Bọn mình sẽ chiếm khu A. Chưa thấy ai xung quanh. À, có một vài cái phương tiện anh em bắn vào nó sẽ có số máu, và khi bắn thì nó sẽ gây nổ. Có sát thương xung quanh thì phải. Nếu trí nhớ của mình không nhầm như vậy. Đây, bắn cho anh em một viên này. Đó, 3 lần là cái xe này sẽ nổ. Hình như đâm vào cũng nổ hay sao ấy. Đi cùng đồng đội cho chắc ăn. Có giao tranh rồi. Đi với số đông. Con game này hay bị úp xò lắm. Tuy tao yếu nhưng đồng đội tao đông. Chạy đâu rồi? Có cái cầu kìa anh em. Chạy nhanh thế. Có rất nhiều kẻ địch. Tiêu diệt kẻ địch đầu tiên, đó chính là Blitz. Leo bắt một. Kẻ địch tiếp theo, Titan đã bay. Chạy khỏi vị trí này thôi. Vừa ném bom xuống hay sao ấy. Có kẻ địch chưa? Đó chính là chiếc Jaeger. Anh ta đi qua. Mình có thể tiêu diệt được không? Tầm ngắm hơi vỡ tí. Phóng gì phóng kinh đấy bạn ơi. À đau nha. Có người bắn tạt sườn, té thôi té thôi. Jaeger đâu rồi? Và đây là chiếc Jaeger. Con này mình đi rồi. Có rất nhiều kẻ địch xung quanh đây. Chopper đằng sau xả đạn súng máy vào mình. Đau quá, cứ bắn đằng sau bông thế thì bao nhiêu máu cho thấu. Ở các chế độ chiếm căn cứ thì chúng ta được hồi sinh, còn chế độ đặt bom thì chỉ một mạng thôi. Tiếp tục di chuyển đến nơi chiến đấu. Có một cái nhiệm vụ kìa. Counter attack khoảng 2 phút. Nói chung là chơi con game này anh em nên bảo vệ cái phần mông và phần hông của anh em. Game tăng chiến nào cũng thế thôi nhờ. Có kẻ địch chạy qua rồi. Mình muốn chiếm lại khu B. Liệu có được không? Ui đau. Có người bắn tỉa, có người bắn tỉa. Jaeger ở phía trước cùng với chiếc Chopper. Đau quá. Hồi máu cái đã. Bật khói lên, đuổi vào vị trí. An toàn. Ở trên kia có rất nhiều người bắn tỉa. Jaeger à? Này Jaeger, anh em bắn càng xa thì sát thương càng giảm nhá. Hãy lưu ý cho mình. Con game này nó vậy, nó không cho anh em cam một chỗ đâu. Bắn trúng xích của chiếc Udanic. Chuyển về súng máy, xả. Kỹ năng súng máy.
đồng đội ăn rồi. Ai bắn đây? AC 130 à? Chút nữa mình sẽ bật cái kỹ năng lên không kích bắn cho anh em xem. Sau khi chiếm được khu B thì khả năng cao là phải thoát. Ở đây khá là nguy hiểm. Xuyên tắp vào chiếc chopper, 400 máu thôi, có rất nhiều kẻ địch. Sau khi thả khói thì mình cũng không nhìn thấy họ luôn, họ cũng không nhìn thấy mình. Rời khỏi vị trí này ngay lập tức. Công kích của kẻ địch đang đến. Hãy ra khỏi cái vùng màu đó. 10 giây nữa thôi. Ra kịp thời rồi. May mà té kịp. Anh em ở trong đấy thì một là mất nửa cái máu, hai ui cái gì đấy. À bom mìn. Có người đặt bom mìn ở đây. Bảo sao mình đi xuống cái nổ. Chopper có một chút máu. Liệu mình có thể tiêu diệt được không? Tiêu diệt chiếc chopper. Yes. Mình đã có thể sử dụng được kỹ năng lên máy bay AC-130 bắn xuống. Ôi. Ôi bạn ơi, tha cho mình bạn ơi. Ôi ông dây gờ. Lao vào như thế thì bó tay. Đi luôn rồi, nổ thùng đạn. Tuy mình còn nhiều máu nhưng chiếc Jaeger đã bắn trúng cái module quan trọng của mình, chính là thùng đạn hai bên hông. Thế là mình bay màu thôi. Cũng nổ như thường nhá. Cũng có cả crew knockout. Có nghĩa là không cần phải phá hủy toàn bộ xe tăng mà bắn ở bên ngoài ấy, kiểu như là nổ to quá hay là các mảnh giáp nó vỡ vào trong khiến cho toàn bộ kíp lái bị thương hay là bị tiêu diệt gì đó. Yeah, xe cũng về gara luôn. Xin lỗi anh em, không phải về gara mà chúng ta được chơi thêm mạng nữa. Bên địch đang có lợi thế đấy nha. Trận này thì mình ăn được hai bạn đang đứng ở vị trí thứ ba. Có người ở trong khu B. Chưa biết là ai. Chopper. Ricochet. Ra khu A chiếm này. Mọi người đang ở khu A khá nhiều. Vào khu A thì mình sẽ sử dụng AC-130. Bắn xuống khu B. Kẻ địch đâu hết rồi. Đây rồi, bắn. Một phát đạn không trúng, gây nổ ngoài. Anh em nên căn kiểu này nhá, thì may ra mới trúng được. Còn một vũ khí khác, đó chính là súng máy. Ok. Thế là mình đã hết thời gian sử dụng cái kỹ năng ấy rồi. Tiêu diệt chiếc chopper nào. Yes, đã tiêu diệt chiếc chopper và có một người ở phía trước. Chính là chiếc Leopard. Hai chiếc Leopard luôn. Liệu mình có thể ăn được không? Kịp thời sử dụng kỹ năng súng máy, tiêu diệt chiếc Leopard. Chiếc Blitz thì đồng đội mình yểm trợ. Rất may là mình vẫn còn 29 máu. Số đỏ. Hồn thật, 20 giây nữa mới có thể hồi máu. Trận đấu này kịch tính thế. Thôi xong. Em hơi quá đà tí thôi mà anh bắn bay nóc em thế. Cái kỹ năng súng máy ấy, hay là Gatling Gun, nó sẽ giúp cho anh em xử lý những cái trường hợp mà chúng ta bắn kẻ địch còn 200-300 máu. Tuy không xuyên nhưng mà có thể gây sát thương ngoài, kiểu 1 máu, 2 máu, 3 máu gì đó. Nếu mà vòng về đằng sau mông nhá, có thể lên tới mỗi một viên đạn 10-20. Đâu hết rồi. Có máy bay đang đến kìa. Trên bản đồ. Bọn mình đang quay trở lại. Chưa mất rồi. Tầm ngắm to quá. Ái chà. Úi ôi. Anh bắn em thế thì 900 máu lửa cây của em. Chopper vào bắn không xuyên mình. Mình cũng bắn không xuyên. Hai kẻ địch ở phía trước. Thôi rồi, bạn này coi như bỏ. Mình đang bị hỏng xích mà, không thể di chuyển được. Trước khi bay bầu, cũng cho chiếc Jaeger một viên.
Đồng đội ơi, điểm của hai đội đang rất là sát sao. Đang chênh nhau 50 điểm rồi mà kẻ địch chiếm được 4 căn cứ. Vậy là bọn mình sẽ thua ở bản đồ Việt Nam ư? No. Thua rồi anh em ơi. Trận này thì mình có một vài pha đi hơi hớ hênh. Kẻ địch bắn tạt sườn trúng những module quan trọng của mình. Đứng thứ 3. Không tệ chứ. Tiêu diệt 4 kẻ địch này, gây ra 7.003 sát thương, hỗ trợ 4. Mình nghĩ là cũng gọi là một trận đấu bình thường rồi. Hai đội cũng sát sao quá mà. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Ở đầu video thì mình quên không nói với anh em, có thể sử dụng nút X để tăng tốc. Anh em nhìn cái thanh ở trên cái biểu tượng xe tăng chưa? Đó chính là thanh Nitro. Nó giống như Z Booster ấy. Anh em sử dụng hết thì xe sẽ không thể phóng được nữa. Chờ hồi một lúc thì có thể phóng tiếp được. Một cái bản đồ khác, nhà máy điện hạt nhân trong. Đây là chế độ 5 căn cứ, 10 người chơi. Xuyên luôn trước Jaeger. Sử dụng cái Z Booster này có thể giúp anh em tiến đến các vị trí khác nhau một cách nhanh chóng. Xin chào, mình có súng máy nè. Chạy đi bạn ơi, chạy nhanh lên. Anh ta đang thả khói ra. Mình muốn xông vào để tiêu diệt. Hút luôn 360 sát thương đầm. Hồi máu thôi. Có kẻ địch nào trong đây không? Ái chà. Phục kích mình ở đây à, Chopper. Đồng đội ăn mất rồi. Quái mình bài đi quá mà không chú ý. Cái gì đây, cái gì đây? Ôi, con AC-130 đang lã đạn xuống. Có rất nhiều kẻ địch ở phía trước. Đi đâu? Cái nhà máy đang di chuyển này. Mấy cửa này luôn luôn thay đổi. Ba kẻ địch đang ở phía trước. Liệu mình có thể trốn được không? Thúng thùng nhiên liệu trước Chopper. Mình đang cố gắng hồi máu. Không được rồi. Kẻ địch đang liên tục bắn vào mình. Hay quá. Tự dưng chiếc Jaeger lao vào. Thế là mình ăn rồi. Mình ăn được mạng đâm. Cố gắng tiêu diệt chiếc Chopper này. Một phát đạn nữa thôi. Đồng đội ăn rồi. Titan đang xông vào. Mình còn rất ít máu. AC-130 của đội địch còn đang yểm trợ luôn. Ăn được chiếc Titan. Yes. Nhưng mình đã bị chiếc AC-130 bắn ở trên xuống. Có phải vậy không? À đâu, chiếc Jaeger à? Mình thấy một viên đạn bay từ trên xuống mà. Ok, tiến đến vị trí chiến đấu nào. Đội mình đang thua khá là nhiều điểm rồi. Đội địch đi được nửa chặng đường. Mình thử bắn con AC-130 tí nhá. Kẻ địch đâu hết rồi. Có thấy họ không? Chưa thấy ai cả. Mà nhiên liệu sắp hết rồi này. Kia rồi. Bắn một phát. Nhanh quá. Chưa kịp yểm trợ cái gì cả. Hết sứ nhiên liệu. Bó tay. Không kích gì mà. Đi nhanh mà về cũng nhanh. Căn cứ này dễ bị kẻ địch vào móc đấy. Không được đâu. Có hai kẻ địch ở phía trước. Giao tranh luôn. Ricochet chiếc Phantom. Cay nhờ. Đứng ở trên cao hiệu quả rất tốt nhờ. À,
Titan ở bên này. Bắn xuyên được không? Rất nhiều kẻ địch xung quanh đây. Mình đang bị úp. Hơi bất ổn rồi. Quá nhiều kẻ địch. No. Chơi con game này nó úp sọt là cái điều xảy ra thường xuyên. Bởi vì chúng ta được hồi sinh mà. Kẻ địch cứ lao ra thôi. Anh em ơi, sắp thua rồi kìa. 600 điểm nữa. Chiếm lại căn cứ đây. Có người đang chiếm cút xe à? Mình sẽ tiếp tục sử dụng AC-130. Công kích đến đây. Có đứa nào trong cút xe không? Đây rồi, có. Chiếc chopper đang lao vào tấn công đồng đội mình. Bắn hiểm trợ thôi. Ngoài này có người. Bắn luôn. Trúng luôn. Viên cuối cùng. Sao cứ hết bất chợt thế? Đáng hay thì đứt dây đàn. Kẻ địch đang chiếm căn cứ. Chopper 500 sát thương. Có hai người trong này. Hơi khó để vào. 1103 sát thương vào chiếc Titan. Bắn trúng thùng đạn của anh ta. Lao vào chiếm lại căn cứ. Không xuyên rồi. Chuyển sang súng máy. Rìa. Xuyên. Anh ta sắp bay bầu rồi. Phát đạn nữa thôi. Mình đã tiêu diệt kẻ địch chopper. Cố gắng chiếm lại khu C. Có kẻ địch. Phantom. Ricochet. Tôi không ngờ là con Phantom giáp nó khỏe thế nhờ. Đi rồi. Trong lúc chiếm khu C thì kẻ địch sẽ xông vào để cản trở cũng như bắn hiểm trợ từ trên cao. Anh em cần phải đề phòng. Xuyên chiếc dây cơ. Có phải mình bắn xuyên không? Phá nữa thôi. Tiêu diệt kẻ địch dây cơ. Mình ăn được 4 mạng rồi, đang đứng thứ 2. Trận đấu này không hề tệ đâu. Nhưng mà điểm của kẻ địch sắp đạt tới 2000 rồi. Có kẻ địch. Chúng xích tôi, 361 sát thương. Ui đau. Đau đấy. Công nhận là con Phantom này khỏe phết đấy chứ. Bắn nãy giờ không xuyên nó. Bọn mình vừa chiếm lại khu C rồi. Vẫn thua. Kém mất 450 điểm. Trận này mình đứng thứ 2. Không hề tệ. Tiêu diệt 4 kẻ địch. Gây ra 14.000 sát thương. Hỗ trợ 5. Và đó là gameplay bản thử nghiệm của Project CW, con game tiềm năng và tham vọng của Wargaming, đưa những chiếc xe tăng hiện đại bao gồm cả chế vào trong game. Anh em thấy gameplay có ok không? Nhịp độ chơi ra sao? Có dễ làm quen không? Và choáng ngợp như thế nào? Đồ họa, âm thanh, ánh sáng, các kiểu con đà điểu. Một năm sau chúng ta mới có thể chào hàng cái con game này được. Nên yeah, cứ từ từ, bình tĩnh và bình luận một cách lịch sự, văn minh, góp ý cho con game này để Wargaming cải thiện tốt nhất. Họ có cả một năm trời mà anh em. Cứ yên tâm đi, Wargaming sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Và mình cũng đặt niềm tin vào con game này. Hy vọng họ sẽ cân bằng xe tăng tốt hơn, các chế độ chơi ok hơn. Và yeah, còn chần chờ gì nữa, không thích video, đăng ký kênh, ủng hộ mình, theo dõi livestream về con game này nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.